sư thích ca mau ni phật hi nam mô bổn mô ni phật hi nam mô bổn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, kính bạch như vị sư cô kính thưa tất cả quý đại chúng à, hôm nay chúng ta học phần cuối của lục độ ba la mật à, đó chính là trí tuệ à, ba la mật đây là cái điều à, sâu cùng mà cái sự rốt ráo sâu cùng à, trên cái phương diện mà chúng ta tu tập cái hạnh của bồ tát à, với cái sự à, tu tập như thế này tinh tấn thì mình sẽ đạt được cái kết quả giống như các vị bồ tát đã đạt được. Thế thì trong nhà Phật hai cái từ vô minh nó được nhắc nhở đến rất là thường xuyên và vì chính là vô minh là nguồn gốc nó chính là cái đầu dây mối nhợ của sự khổ đau của cái sanh tử luân hồi. Vì thế mà đức phật dạy là cái khổ của con lạc đà của con lừa con ngựa nó chở nặng hết cái kiếp của nó đó cái khổ trôi lăn trong tam giới chưa phải là khổ ngu si không có trí tuệ tin tưởng một cách sai lạc không biết hướng đi cái đó đó mới là khổ thế thì đối với lại một người mà không có cái chánh tư duy không có cái chánh kiến là người mà rất dễ bị thao túng tâm hồn bởi những con người thông minh hơn bởi những người có những chiêu trò khác hơn để người ta lợi dụng những cái người mà vô minh kia để mang đến cái lợi cho họ thế thì cái khổ mà không có trí tuệ bị người khác xỏ mũi mình đó là cái khổ mà thê thảm nhất Thế bây giờ hỏi các vị nè Mình có bị cái khổ vô minh nó dẫn dắt không? À, Kể cả các vị thông minh nè à, nha Không phải nói các vị dở à Các vị có bằng cấp Các vị là kỹ sư, là bác sĩ đó Là người học hành đồ ngon lành lắm á à. Mặt mày sáng láng, đẹp gái, đẹp trai vô cùng à, ấy thế mà sao? Chúng ta vẫn bị nó sỏ mũi dắt đi thế thì cái vô minh của mình đó là đôi khi không ai dắt hết mà tham dục của chính tự thân ta dắt tham dục chúng ta vì muốn điều này vì muốn điều kia cho nên chúng ta phải tin như thế này phải tin như thế khác chính cái sự tin tưởng thế này thế khác đó mà không có trực nhận được đó là cái bóng của tham dục và bị tham dục nó dẫn nó dắt đi mà chúng ta đã nói với cái từ gọi là tham dục giác quan. Có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình đó. Là những cái giác quan để cho chúng ta tiếp xúc với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Và không ai dắt mình hết á. Chỉ có cái yếu tố giác quan này đây nè. Nó dắt mình đi để mình chỉ làm nô lệ cho nó, thỏa mãn nó mà thôi. Cái miệng của chúng ta nó thích ăn đồ ngon cho nên là nó dẫn dắt cái thân của mình phải đi tới chỗ đó cho bằng được cái thân của chúng ta nó thích mình bận quần áo đẹp đẽ nó thích tiếng khen nó thích những cái ánh mắt nhìn ngưỡng mộ của kẻ khác cho nên chúng ta phải tìm cách mua cho được cái đó và nếu như à, mình không được thì mình đau khổ vô cùng một cái chiếc áo lông gì lông cừu lông chồn gì đó lộng lẫy như là một nàng à, diễn viên điện ảnh ở trong phim à, rất là ưa thích một cái hột sòn quên một cái hột sòi hột sòi hay hột sòn hột sòn à. một cái hột sòi là <laughs> một cái hột sòn à, thấy người ta diễn viên người ta đeo đẹp quá mình phải đi làm các ca các cụm dành dụm bao nhiêu ngày bao nhiêu năm bao nhiêu tháng may ra mới có được Thế thì chúng ta phải khổ về những yếu tố đó Người ta giàu có Người ta làm một tháng ra dài triệu Người ta đi chiếc xe dài 300 ngàn Là chuyện bình thường Còn mình á Mình thích cái chiếc xe đó quá Mà mình làm tháng có 2-3 ngàn thôi Thế thì 2-3 ngàn của mình Mà đi chiếc xe 2-300 ngàn Có phải khổ không? Trong khi đó người ta làm tháng dài triệu Người ta đi chiếc xe dài trăm ngàn giống như thể mình đi mình đi làm vài ngàn mà mình đi chiếc xe vài trăm thôi thế thì cái nỗi khổ này chưa chắc là khổ đối với người này nhưng mà cái khổ này cái khổ của ta chưa chắc là khổ kẻ khác hoặc là cái khổ kẻ khác chưa phải là cái khổ của mình thế thì cái khổ này cái sự vô minh không biết mình đang ở đâu không biết mình đang là gì không biết mình đang ở tầng mức nào mà mình chỉ nhìn ngắm chỗ nọ nhìn ngắm chỗ kia thôi vì cái tham dục đưa đẩy bắt ta phải thỏa mãn điều này điều nọ Chính cái đó là cái vô minh tột cùng Và làm chúng ta đau khổ miên viễn Thế thì muốn vượt thoát ra khỏi cái yếu tố này Thì hãy tri nhận như thật Tri nhận là mình đang ở đâu Khả năng mình như thế nào Người ta nói là biết ta Biết người thì trăm trận trăm thắng Nếu chúng ta chỉ hướng ra ngoài Mà không biết mình có được cái giá trị gì Cái gì là tốt cho mình Cái gì là không tốt cho mình Khả năng mình như thế nào mong cầu của mình ra sao thì chính những yếu tố đó mang đến sự khổ cho nên cái việc đầu tiên mà đức thế tôn nhìn ngắm trong chúng sanh của chúng ta đây đó nó có cái yếu tố là uh, căn cơ tức là cái trình độ trình độ mỗi người mỗi khác đứa này khác đứa kia khác chính vì lẽ đó mà tất cả cái giáo lý của ngài đó, đó là cái khê lý giáo lý này nó phải phù hợp với căn cơ nếu mà nói sâu rộng quá à, cao quá thì chúng sanh đôi khi nó không có theo được tại vì căn cơ của nó là chỉ con vậy thôi. Cho nên làm sao đó cái yếu tố này đây cái giá trị thanh thoát nhẹ nhàng tu tập giả thoát và giác ngộ này đây làm sao đó để cho nó có thể phù hợp với cái căn cơ trình độ của chúng sanh. Cái tham dục của mỗi một con người này đây từ nơi cái yếu tố chính đó là vô minh vì không có sáng suốt mà nhận định được vì không thấy rõ được vấn đề cho nên cứ lẫn quẩn lanh quanh đi tìm kiếm không thôi mà không bao giờ thỏa mãn được tại vì chúng ta chỉ có đi tìm kiếm những cái uh, lá cái ngọn thôi chứ chưa có đi tìm tới cái gốc rễ sâu xa của vấn đề cho nên những cái khổ mà do chúng ta làm ở trong cái đời sống này à thương ghét rồi đói khát rồi cái đó chưa phải là khổ đâu nhưng mà cái không có sáng suốt nhận định vấn đề lao lung à, mê mụi là cái đó mới thật sự là khổ ngài dạy một cách mạnh mẽ mà dứt khoát nữa đó là si là gốc của tội lỗi trí tuệ là gốc của muôn hạnh lành thế thì hồi nãy chúng ta học để mà diệt trừ cái yếu tố sanh đó chính là nhẫn nhục. Thế bây giờ chúng ta học thêm một cái nữa là để đoạn trừ yếu tố của si. Đó chính là trí tuệ. Là Phật tử chúng ta không muốn gây tội lỗi để chịu cái quả khổ đâu. Chúng ta chỉ mong làm được các hạnh lành để mà hưởng cái phước quả được giải thoát. Thì tất nhiên chúng ta phải tu huệ thì trí tuệ Ba La Mật chính là cái điều mà cốt yếu cần phải đến. Trí tuệ là gì? Trí, phiên âm của tiếng phạn pa nha huệ là phiên âm của chữ phạn có nghĩa là bác nhã trí tuệ chữ trí này có nghĩa là quyết đoán huệ có nghĩa là giảng trạch có nghĩa là à, chia sẻ nó ra được giải nghĩa nó ra được giải thích nó ra giảng trạch nó ra trí là biết về tục đế huệ là thông hiểu về chân đế chúng ta hiểu đơn giản như vậy để chúng ta tiếp tục và tìm hiểu trí là cái thể tánh sáng suốt trong sạch huệ là cái diệu dụng xét soi một cách tự tại trí huệ bác nhã là cái thể tánh nó sáng suốt có khả năng soi sáng sự vật một cách thấu đáo tinh tường đến nơi đến chốn mà không thể sai lầm còn nếu như ngày nào mà chúng ta còn sai lầm trong vấn đề nhìn thấy đánh giá nhận xét phán đoán tư duy thì tất cả những yếu tố đó là chưa đạt được tới trí tuệ mà chỉ là trí thôi cái trí thì nhiều lắm hôm nay chúng ta sẽ học làm thế nào để chuyển thức thành trí đó à, các loại trí tuệ trí tuệ như định nghĩa ở trên trí tuệ của nhà Phật chứ không phải là trí tuệ phổ quát thông thường thường chúng ta dùng À, chỉ cho các sự hiểu biết suy luận hàng ngày đời thường ví dụ như chúng ta nói chứ người này có trí tuệ quá thế thì, thì ví dụ như người ta đã có được cái bằng cấp này bằng cấp kia hoặc là thông minh đỉnh đạt rồi vân vân thì chúng ta nói có trí tuệ nhưng mà cái trí tuệ mà mình hình dung ra ở trong cái câu nói đó thì nó không phải là trí tuệ trong nhà Phật đâu cái trí tuệ trong nhà Phật là người đó phải tự thân của mình vượt thoát ra được cái sinh tử luân hồi kia Chứ còn cái trí tuệ mà dành của người này, dành của người kia để thỏa mãn lòng tham của mình thì cái đó chưa phải là trí tuệ trong nhà Phật. Dùng cái sự thông minh của mình, đỉnh đạt của mình để làm cái gì? Để làm nô lệ cho dục vọng mình thôi chứ gì hết. Mình lường gạt người này, mình lường gạt người kia. Mình có đủ khả năng để lường gạt kẻ khác thì phải nói là người đó cũng thông minh ạ à. Nhưng mà cái sự thông minh đó thì sao? Mang đến khổ lụy và chỉ làm nô lệ cho dục vọng của chính họ Họ chỉ làm nô lệ đi tìm tiền cho thiệt là nhiều Mua nhà, mua xe, mua cổ để đi để thỏa mãn mọi thứ trên thân phận kia thôi Thế thì cuối cùng cái sự thông minh của họ đó Cũng chỉ để phục vụ cho cái dục vọng của họ chứ không có cách gì khác hơn Rồi một người, người ta tốt nghiệp ra Đi ra làm công việc nọ việc kia với cái bằng cấp của mình có đó nhưng mà chẳng có cái trường nào nó dạy là Ồ anh có tất cả mọi thứ rồi Tất cả cái đó nó cũng sẽ mất đi đó nghe Chẳng có cái trường nào nó dạy là Ồ à, bây giờ đây anh có tích tụ cho nhiều đi nữa Rồi một ngày mai đi cũng hai bàn tay trắng Chẳng có cái trường nào nó nói là Thôi bớt bớt tham dục lại Mà hãy sống một cách thanh thản nhẹ nhàng hơn Đừng có tìm cầu quá lắm Đừng có đua đòi Mà toàn là chỉ ta đua đòi không à Nó chỉ là làm sao một cái nhà có được hai nhà nó chỉ cho người ta invest đầu tư để ít bữa nữa về có cái xài trường đời nó dạy cho chúng ta cách thủ đắc và càng thủ đắc bao nhiêu thì con người ta càng bám víu bao nhiêu bấy nhiêu và nó ngược lại với lại cái quy luật tự nhiên cho nên con đường của nhà phật là chỉ cho chúng ta thấy được cái quy luật tất nhiên của đời sống này nó như nào và chúng ta sẽ nhẹ nhàng sống thanh thản để đi qua trong tất cả những cái yếu tố mà chúng ta gặp trong đời sống này. Chấp nhận sự vật và sự việc đó trong đời sống của chính ta để rồi mình không bị ngỡ ngàng và khi không ngỡ ngàng thì anh sẽ không đau khổ. Anh đã biết trước điều đó rồi. Và đã bao nhiêu lần ở đây chúng tôi nói với quý vị đó, quý vị biết trước hết trơn rồi. Chúng ta học vô thường chúng ta biết hết rồi. Mọi thứ đều có thể xảy ra, mọi thứ đều có ngày nay nó mất ngày mai, mọi thứ nó không chân thật. Ấy thế mà khi mà nó xảy ra thì mình vẫn đau khổ như thường. Cho nên xin thưa là chúng ta làm sao đó mình biết rồi đó thì nó xảy đến mình đừng ngỡ ngàng nữa. Mình đừng có hỡi ơi nữa. Mình đừng có nói tại sao nó xảy ra với tôi trong cái thời gian này, trong cái lúc này. Bây giờ tôi đang tôi chưa có muốn, tôi còn vẫn muốn tham mà tại sao mà nó lại mất đi. Đừng bây giờ nói điều đó là tại vì nó không có báo trước được. Sự vật và hiện tượng nó đến với ta là nhân duyên nó không báo trước được, không phải muốn mà có. Mà đôi khi chúng ta không muốn nó, nó cũng vẫn đến với ta. Mà đôi khi chúng ta cầu khẳng nó, nó cũng đến với ta. Cho nên nhân duyên của đời sống nó là như thế. À, theo như triết học Phật giáo, cái khả năng nhận thức nó có hai loại. Một là hiện lượng, hai là tỷ lượng. Hiện lượng là gì? Là sự nhận biết một cách trực tiếp mà không cần thông qua cái trung gian suy luận. Đó là nói về hiện lượng. Đó là sự nhận biết một cách trực tiếp Mà không cần phải suy luận gì hết trơn Nhìn cái bông này là biết bông hồng rồi Không cần phải suy luận Mà biết làm sao để suy luận nó ra bông hồng nữa Tại xưa giờ nó là bông hồng nó ra bông hồng rồi. Nhìn cái bàn là biết cái bàn Nhìn cái chuông cái mỏ biết cái chuông mỏ là Không cần phải suy luận, không cần phải suy nghĩ gì hết đó. Nhìn con bé nằm đó là biết là con chó rồi Không cần phải suy luận Có phải con chó không ta nó giống cái con gì quá Không cần phải suy nghĩ một lát nữa nó mới ra con chó Nó là vậy đó Nhìn là biết mọi người ngồi đây con người rồi không cần phải suy luận gì gì khác hơn hết Nhưng mà nó có hai yếu tố Đó là chân hiện lượng và tợ hiện lượng Chân hiện lượng có nghĩa là sự nhận biết Một cách trực tiếp mà đúng Còn tợ hiện lượng Là sự nhận biết một cách trực tiếp mà sai Hai điều Nhìn nó thấy vậy mà không phải vậy Nhìn vậy mà nó là vậy đó Thế thì hai điều đó Thế thì với cái trí tuệ à, Ba la mật hay là trí tuệ bát nhã đó Tức là cái này nó không còn yếu tố đối đãi của nhị nguyên nữa đối đãi là gì nhị nguyên là gì tức là nó bị kìm hãm bởi hai cái lối nhận thức trái chiều nhau cái đúng cái sai cái phải cái quấy cái tốt cái xấu cái trắng cái đen cái hơn cái thua cái lành cái dữ thế bây giờ trong đời sống hàng ngày của chúng ta đây nè chúng ta dùng cái gì để mà mình có thể chấp nhận được nhau Nội yếu tố đúng sai thôi Chúng ta nói là điều đó đúng nhưng mà nó đúng bao nhiêu phần trăm Nó đúng với ai Nó đúng trong cộng đồng nào Nó đúng ở chỗ nào Hay là cái điều đó nó đúng trong vô tận thời gian Nó đúng ở đây, nó đúng ở chỗ khác Nó đúng với ta, đúng với người Ví dụ như mình nói chứ uh, Nhập gia tùy tục Thế thì cái câu nói đó Nó đúng ở đâu Nó đúng ở đây hay là đúng ở Cộng đồng Việt Nam hay là đúng với cả Mỹ hay là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Nó đúng ở đâu Thế thì mình nói là cho rằng Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Nó đúng Nhưng mà bây giờ nó đúng ở đây còn đúng không Nó không đúng cũng phải Tại vì sao vậy Tại vì là đối với những đứa nào mà dưới 12 tuổi, dưới 18 tuổi thì đương nhiên là cha mẹ có quyền à. Chứ nếu mà bây giờ mà cha mẹ mà không có quản lý nó tốt là người ta lấy con mình à đúng rồi chưa thế thì đặt đâu ngồi đấy là tùy lúc tùy chỗ à tùy cái 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 tuổi của nó tùy thời gian của nó và khi nào thì không thể đặt đâu ngồi đấy được thế thì nói chung tất cả những cái yếu tố đó là nằm trong tục đế hết cho nên đôi khi chúng ta sống ở trong đời mình nhìn người này mình nhìn người kia mình cho rằng ồ cái người này sai cho rằng người kia đúng nhưng mà cái đúng đó là nó đúng trong cái phạm vi nào? Phạm vi nhỏ hay phạm vi lớn? Và nếu như nó nhỏ thì nó nhỏ cỡ nào? Và nếu như nó lớn thì lớn cỡ nào? Và liệu cái 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 độ lớn của ta nó có đủ để nó rơi vào ở trong cái chân lượng hay không? Có cái chân đế hay không? Hay là cái lớn của ta nó chỉ là nằm ở trong cái tục đế không thôi? Tức là sự đối đãi không thôi? Chúng ta cho ví dụ một cái đơn cử nữa, chúng ta cho ngày tốt ngày xấu. Mình cho nó là ngày hôm nay ngày tốt để mình làm việc này để mình làm việc kia. Nhưng mà cái ngày tốt là ngày tốt ở đây hay là ngày tốt ở Việt Nam? Hay là cái ngày tốt của dựa trên lịch Trung Hoa hay là dựa trên một cái lịch nào của một quốc gia nào khác của một cộng đồng nào khác? Mà nếu như bây giờ chúng ta nói chứ à, bây giờ ở đây mình đón giao thừa đi. Mấy giờ các vị đón giao thừa? 12 giờ có vị đón giao thừa hả? Thế là ở Việt Nam nó đã đón hôm qua rồi. Thế thì rõ ràng rằng trong cái cái tợ cái, cái 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 à, cái yếu tố của chúng ta chấp nhận đó là nó mang cái tính chất hết sức là tương đối. Nó không có tuyệt đối mà đã là tương đối rồi á thì bây giờ xin hỏi các vị là 12 giờ đón giao thừa hay là là tốt hay là 10 giờ đón giao thừa là tốt hay là 7 giờ tối đón đón giao thừa là tốt? À, các vị nói nghe coi Vậy mà các vị cũng đòi Sư cô ơi phải đúng 12 giờ đón nha không Nó mới linh <laughs> Thế thì chúng ta phải coi lại coi là Nếu mà nó đã là tương đối đó Thì chúng ta lựa cái tương đối cỡ nào Cỡ nào là chấp nhận được của sự tương đối đó Chứ đâu phải là Mình phải đợi tới cái giờ đó mới là giao thừa Mà trời đất này Có cái lúc nào là giao đâu trời đất này nó không có cái cái mốc thời gian nào là năm nọ năm kia ngày này tháng khác hết sự đặc để của chúng ta có ra ngày có tháng từ cái lúc hủ mang tới bây giờ từ cái thở mà các nhà khoa học cho rằng cái vụ nổ Big Bang đã hình thành nên cái vũ trụ này là khoảng độ 13,7 tỷ năm về trước đến ngày hôm nay đây. Khi nó hình thành nên như thế, có ai ở đó mà cho rằng cái ngày nó như thế này, cái tháng nó như thế kia không? rồi ngày tháng nó bắt đầu từ đâu mà có vậy để rồi cho rằng ngày tí ngày sửu, ngày dần ngày mẹo ngày thìn ngày tiện ngọ vân vân lấy cái đâu ra mà đặt để ra những cái trò như thế để rồi hình thành nên tam hợp khác nhau mạng này mạng kia thấy chưa cho nên chúng ta lấy cái gì để mà hình thành nên cả một cái quy trình của đời sống để cho đến ngày hôm nay đây mình nói chứ um, tí ngọ mẹo dậu tứ hình dung phải không để rồi á không cho nó thương nhau trở nó thương bắt chết mà ngăn với cản chỉ quan điểm được rằng mấy cái tuổi đó đi về nó không hạnh phúc nhưng mà nghĩ có một nỗi là hiện tại nó hạnh phúc nè mà chúng ta đi lựa chọn một cái điều của từ ngàn xưa để lại để cho rằng phủ nhận cái hạnh phúc ngay hiện tại mà chỉ lấy một cái hạnh phúc mơ tưởng từ ngàn xưa để lại thôi thế bây giờ hỏi là vô minh hay không vô minh đây nghiệt có một nỗi là con người ta sống với những điều như thế đó mà nó đã tồn tại qua bao nhiêu đời rồi thế cho đến hôm nay bỏ hết được không khi nào mà cần là phải cũng phải đi coi 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 là à, liệm giờ nào cho nó tốt chôn nó quay về cái chỗ nào để con cháu nó làm nó bình yên nó mạnh giỏi dạ xin thưa ngày hôm nay anh sống đây mà nó còn chửi nhau huống chi là anh chết mà chôn chỗ nào cho nó được mạnh giỏi cho nó được hạnh phúc không có chỗ nào nó hạnh phúc á nó cãi là nó cãi à mình sống trời rờ ra đây á, mà nó còn cãi nhau không chi là chôn mình đi vậy. thế thì không có phải là anh chôn đi mà nó sống hạnh phúc anh chôn chỗ nào quay đầu chỗ nào mà nó hạnh phúc đâu mình thấy kỹ cái điều đó đó để chúng ta thấy được rằng Cả mọi cái sự quan niệm của chúng ta đây Dựa trên cái gì được gọi là đúng Dựa trên cái gì được gọi là sai Dựa trên cái gì để thấy được rằng mình vô minh Và cái gì được gọi là trí tuệ Ai cũng dạy mình thủ đắc hết Đi ra kiếm một cái bằng Đi làm ăn Dạy chúng ta thủ đắc Thủ đắc một cái nhà ba phòng chưa đủ Từ từ tiến lên Bốn năm phòng Tuy rằng ở có hai đứa thôi Vậy đó mà thấy càng càng nhiều bao nhiêu, càng xịn bao nhiêu là chứng tỏ bản ngã bấy nhiêu, ngạo nghễ với dòng đời bấy nhiêu, cảm thấy mình có giá trị bấy nhiêu. Và chẳng lẽ giá trị con người ta được đánh đổi bằng cái nhà sao ta? Nói bị coi lại cái đúng không? Chẳng lẽ cái đời sống của con người ta, cái giá trị nhân văn của con người ta, phẩm giá của một con người được đánh đổi bằng chiếc xe đi hả? Hay là bằng một cái nhà ở sao? Thế giá trị của con người ta là tính bằng cái gì? Lấy cái gì để đánh giá trị con người ta Mà rồi khi chúng ta mang trên người mình Một cái bộ áo Một ngàn đô, hai ngàn đô Thì cảm thấy là mình chảnh chẽ lắm Sang chảnh Đi đôi giày hiệu sang chảnh Cầm cái giỏ à, Hamed hả Ồ hay quá hả Mấy chục ngàn đô phải không Là sang chảnh Là mình tự nhiên mình thấy là Mình cao hơn người khác Mình à, tốt hơn người ta nhưng mà nó chỉ là những cái yếu tố của vật chất ngoài Nó không phải đánh giá là tự ở bên trong của anh Phẩm chất đạo đức của anh ở bên trong Không thể hiện bằng cái anh sách anh cầm anh nắm đó Mà thậm chí Nó vị thấy đó Một cái túi có tí xíu thôi Đôi khi bỏ còn thua cái túi vỏ mà đi chùa nữa Nhưng mà các vị biết đó, Cái túi chủ yếu là bỏ đồ vô trong đó cái quan trọng là đồ ở bên trong chứ không phải là cái đồ mà chúng ta để bên ngoài để chứa nó. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó nhìn gì? Nó chưa nhìn thấy cái bên trong có cái gì. Nó chỉ nhìn cái mẫu mã bên ngoài, sách cái túi gì, đi đôi giày gì, mang cái xe gì, bận bộ đồ ra sao. Mà nó không nhìn thấy cái tâm hành ở bên trong của một con người đó. Nó chỉ thấy cái mẫu mã hình ảnh bên ngoài thôi. Thế thì bây giờ họ có vô minh không? Nhưng mà con người ta thích vô minh như thế. Cho nên chính những cái điều đó đó mà mình đi làm đủ mọi cách chỉ để thỏa mãn những yếu tố bên ngoài. Chỉ để tô quét ở phía bên ngoài của mình cho thật là láng bóng, thật là ngon lành, thật là chỉnh chu. Nhưng mà cái bên trong đó thì không có chịu chỉnh chu. Cho nên nhà Phật sẽ dạy cho chúng ta tất cả những cái yếu tố mà để tự bản thân mình gột rửa từ bên trong ra bên ngoài. Một cái hệ thống giáo dục để cho chúng ta tự hoàn thiện làm cho một người ở cung bậc phàm phu cho đến một bậc thánh rất là có giá trị thế thì yếu tố của nhị nguyên này đây khi nào mà vượt thoát nó ra khỏi hơn thua tốt xấu là đối đãi mà có phải quấy trong đời do đối đãi mà có ngon dở cũng đối đãi mà có dạ xin thưa tới cái lúc mà anh đói le lưỡi không có cái gì để ăn hết rồi á không có cái gì để uống hết rồi á thì một vốc nước nó nằm ở trong cái lỗ chân trâu thôi Lúc mà anh đã không còn cái gì ăn rồi Thì anh thấy cái gì anh cũng muốn bỏ vào bụng anh hết Chứ đừng nghĩ là nó nó dơ với nó sạch Thế thì rõ ràng Chúng ta đang ở một cung bậc như thế nào Thì mình sẽ nhìn thấy Mọi thứ nó chỉ nằm ở quanh quanh đâu đó của ta thôi Và giá trị nó sẽ đi theo đó Nó sẽ đi theo cái mà chúng ta đang ở cái chỗ nào đó Ở cái cung bậc ra sao đó Thì mình sẽ chỉ nhìn nhận xung quanh đó Và chấp nhận xung quanh đó mà thôi cho nên hết sức là tương đối thế thì cái trí bát nhã này nó vượt ra khỏi sự đối đại nhị nguyên không còn nó vượt thoát hết nói tới yếu tố bát nhã thì có văn tự bát nhã có nghĩa là cái trí nó phát sinh từ nơi sự học hỏi này mà có nó là trí nha chưa phải là tuệ nghe trí tức là yếu tố của sự nhận thức hiểu biết đó có những con người họ sinh ra họ giỏi giang nhờ nơi sự học hỏi mà có được sự, sự giỏi giang đó. Còn thần đồng thì hiếm lắm. Thứ hai, quán chiếu bát nhã tức là do thực tập thiền quán. Thực tập cái thiền quán này mà có được cái trí tuệ. Tức là người này không phải do đi học từ người khác. Mà người này do sự tu tập và quán chiếu mà có được cái trí tuệ này. Do người ta thực tập quán chiếu mà đạt được cái thực tướng, thực tánh của vạn pháp người ta ngộ ra được từ nơi sự quán chiếu của họ đó và lúc bây giờ đây họ không còn bó buộc ở trong tất cả các nhân duyên sinh khởi nữa tức là qua cái con đường tiếp xúc này họ không còn bó buộc nữa vì họ thấy bản chất của sự vật và hiện tượng do con đường mà người ta tự chiêm nghiệm và đào bới ra được thật tướng bác nhã đó là cái chân lý tuyệt đối đó là thật tướng không à, thấy được rõ thật tướng của các pháp nó là duyên sinh vô ngã thấy rõ như thế thì người ta sẽ vượt thoát được tỷ lượng tỷ lượng tức là sự nhận biết qua trung gian suy luận hồi nãy là hiện hiện gì hiện lượng bây giờ là tỷ lượng hiện lượng tức là mình nhận thức nhận biết mà không cần phải tư duy nghĩ ngợi gì hết á thì nó có là tợ hiện lượng và chân hiện lượng Bây giờ là tỷ lượng Tức là phải qua một cái trung gian của sự suy luận nhận biết Nó cũng có là chân tỷ lượng và tợ tỷ lượng Chân tỷ lượng tức là hiểu biết suy luận mà nó đúng còn tợ tỷ lượng tức là sự nhận biết, hiểu biết, suy luận mà nó là sai lầm. Có những điều chúng ta suy nghĩ tư duy nhưng mà cuối cùng nó đến sự sai lầm có những thứ mà chúng ta bằng cái sự hiểu biết tư duy suy luận thì nó dẫn đến sự đúng đắn thế thì tương tự như thế đó à, hiện lượng của một địa vị phàm phu rất là kém cỏi và phần nhiều đó là tợ hiện lượng tức là sự suy nghĩ mà dẫn đến sự sai lầm tỷ lượng của địa vị phàm phu lại còn kém cỏi hơn nữa phần nhiều là tợ tỷ lượng đứng về phương diện tính chất thì đạo phật chia ra làm trí tuệ có hai loại lớn đó là căn bản trí và hậu đắc trí thế nào là căn bản trí và thế nào là hậu đắc trí căn bản trí là cái giác tánh minh diệu mà chúng ta hay nghe đó là linh minh động triệt đó là cái phật tâm là cái phật tính đó, đó. mà mỗi chúng sanh là vốn có sẵn nhưng mà bị cái phiền não này nó che lấp cho nên chưa có thể phát chiếu ra được có thể so sánh căn bản trí như là một cái chất kim khí quý báu như là vàng bạc nó đang còn ở trong cái dạng là là khoáng khoáng sản khoáng chất lẫn lộn với đất đá thế thì cái căn bản trí này á, nếu như mà trong một cái mỏ dầu ha người ta khui cái mỏ dầu đó lên thì người ta đã có thể dùng đó để mà chạy xe chưa người ta phải lọc À, qua nhiều cái giai đoạn rồi đôi khi còn bỏ thêm cái này cái kia vô nữa thế thì nó phải có chất dầu trong cái đó chứ nếu nó không có chất dầu thì không thể nào lọc ra dầu được được không các vị mỏ vàng thì nó phải có vàng nếu không có vàng thì lọc hoài nó sẽ không ra vàng tuy là vàng đó nó lẫn ở trong đá nó lẫn ở trong cát nó lẫn ở trong đất nhưng mà bắt buộc nó phải có chất vàng trong đó rồi qua sự thanh lọc, à, tôi luyện như thế nào đó, người ta tinh chất nó ra một cục đất, một cục đá như thế, nó lẫn lộn ở trong đó những phân tử của vàng và những phân tử đó đôi khi mình không thể dùng mắt để thấy được, không thể lấy tay của mình để bóc nó ra được, tại vì nó nằm lẫn với mấy cái kia bóc ra một cục nào thì trong cái cục đó nó cũng đều có cái cái phân tử vàng và phân tử đất đá nằm trong đó. Thế thì bằng những cái cách để mà người ta tôi luyện để mà chiết xuất được cái chất vàng kia ra cũng tương tự như vậy trong mỗi một chúng sanh có cái chất phật mà chúng ta nói là phật tâm phật tánh đó có cái chất đó nhưng mà bởi vì lâu ngày vô minh từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay nó trôi lăn trong vòng vây sanh tử nó bị người nọ nó bị người kia rồi tham sân si mạng nghi đủ thứ trò hết nó làm cho cái chất vàng rồng của của Phật kia nó bị ô nhiễm. Cho nên, nên bây giờ trên con đường chúng ta đang luyện đây. Luyện cho mình trở thành Phật. Thì phải gột bỏ đi tất cả những yếu tố của phàm phu. Những cái cặn bã của phàm phu. Từ ganh năng ghét ở. Từ tất cả những cái điều mà khó chịu, mà tham dục, sân hận, si mê của đời sống này. Làm cho tất cả những cái yếu tố đó nó đi ra khỏi cái thân tâm của chính mình thì lúc bấy giờ đây cái chất Phật nó sẽ hiển lộ. Và cái chất Phật đó nó hiển lộ không phải là đợi ngày mai ngày mốt gì hết trơn á. Nếu chúng ta càng thanh lọc nhiều thì nó hiển lộ càng nhanh, mà ít thanh lọc thì nó hiển lộ ít. Cho nên cái mức độ cái thời gian để chúng ta thành là phụ thuộc vào tất cả chúng ta đây. Chứ nó không có cái thời gian để chừng nào thành. Đối với một người thì có thể là một đại kiếp nhưng mà đối với lại một người là khéo tu thì chỉ cần vài trăm kiếp vài ngàn kiếp thôi ví dụ như thế thì nó sẽ thành. Tùy theo cái à, mỗi một con người, tùy theo căn cơ, cho nên nói tới đó chúng ta mới thấy được rằng anh thành hay không thành nó là do căn cơ và trình độ của anh. Anh sử dụng cái phương tiện này anh chạy nhanh hơn thì nhưng mà nguy hiểm hơn ạ. À. Nếu mà quý vị đi cái phương tiện nhanh giống như máy bay hoặc là hỏa tiễn thì rõ ràng rằng thắng khó lắm mà nghe. Thắng phải có một 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 khoảng thời một một khoảng đường dài để mà mới có thể bình yên mà mà dừng lại đó chứ nếu mà chỉ có cái đoạn đường có một khúc vậy thôi mà đáp xuống là chết tươi á à. từ trường hợp quý vị đi à, à, máy bay mà thẳng đứng á, trực thăng thế thì khi chọn phương tiện thì mình cũng phải coi coi căn cơ trình độ mình cỡ nào để mình chọn cái phương tiện chứ nếu không á mà chúng ta chọn cái phương tiện mà nó vượt quá cái khả năng của mình mình cũng không có thu nạp được gì hết mà nếu chúng ta có đầy đủ khả năng lực, có đầy đủ khả năng mà mình chọn cái phương tiện tệ quá đó thì làm cả một cái quá trình của chúng ta đây sẽ bị chậm lại. Căn bản trí là như thế, tức là cái mà nó đã có sẵn. À, cái trí giác nó có sẵn. Hậu đắc trí, tức là cái trí tuệ nhờ sự công phu tu tập như là trì giới, thiền định vân vân. Nó có thể so sánh cái hậu đắc trí với lại những cái chất kim khí như vàng bạc mà được lọc từ nơi cái khoáng chất mà ra, không còn lẫn lộn với đất đá bụi bặm phiền não vô minh nữa. Thế thì cái hậu đắc trí này là những cái trí mà do chúng ta tu tập này để tích lũy mà có. Nhờ chúng ta bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ đó, nó khơi mở con đường của Phật trong mình làm cho chúng ta dễ dàng thể nghiệm được cái yếu tố Phật đó ngay trong đời sống hiện tại này. Nói thì hai phương diện ha Một cái là căn bản trí Căn bản là gốc rễ đó Phải có cái căn bản Tức là phải có gốc rễ thì lúc bấy giờ mới có hoa và trái Căn bản trí và hậu đặc trí Theo duy thức học á, Thì sau khi Đạt đến cái địa vị giác ngộ Có nghĩa là hậu đắc trí này Thì tám thức Sẽ chuyển thành bốn trí Bữa nay chúng ta sẽ học tới điều này Làm sao để có thể Chuyển thức thành trí Chúng ta có 8 thức Đó là Nhãn thức Nhĩ thức Tỷ thức Thiệt thức Thân thức Ý thức Mạc na thức Và A à lại gia thức Thế thì chúng ta đi ngược lên ha năm thức cuối nè Đó là nhãn thức Nhĩ thức Tỷ thức Thiệt thức Thân thức Và và ý thức thì cái ý thức này nó nằm ở trên thì bây giờ năm cái thức cuối này đây chuyển năm cái thức này trở thành thành sở tác trí nó có năng lực nhận thức một cách cùng khắp và chân và thần diệu tức là nó nhận biết một cách rốt ráo rõ ràng cùng khắp chứ không còn nằm nơi mắt tai mũi lưỡi đơn thuần như thế này trên thân phận của ta nữa bây giờ nè trên thân phận này cái gì thì cái gì các vị nhìn ngắm thì nó cũng chỉ biết trên thân phận này thôi có biết được thân phận kia không người kia họ nhìn thì họ sẽ sẽ với con mắt của họ họ sẽ thấy khác á còn với con mắt của mình thì mình nhìn mình sẽ thấy khác thế thì trên thân phận của mình với mắt tai mũi lưỡi thân của mình đây do sự tiếp xúc uh, do sự nhìn ngắm mà chúng ta thấy nó khác cụ thể thì các vị nhìn thấy như thế này nè nhìn một cô gái có những người thì nói là ồ cô ta đẹp quá nhưng có những người nhìn chứ trời ơi nhỏ lắm mà mày kêu đẹp cái gì <laughs> phải vậy không tương tự như thế nhìn một anh chàng có người thì nói ô anh này đẹp trai nhưng mà có người thì họ nói trời ơi đó mà đẹp cái gì trời mày có bị lé không vậy <laughs> phải không thế thì chúng ta có những đó là những cái câu rất là bình thường trong đời sống để chúng ta thấy được rằng người này đứng ở phía khía cạnh của người này cá nhân của người này thì họ, người ta nói nó như vậy đứng ở người này thì họ thấy nó như khác điều đó cũng chứng tỏ rằng mỗi người có cái nhân duyên rất khác nhau Đối với các vị thì đôi khi các vị bằng lòng với tôi Nhưng mà đối với người khác chưa chắc người ta bằng lòng với tôi Những quan điểm như thế này phù hợp với đối tượng như thế này Nhưng mà những quan điểm như thế này thì không phù hợp với đối tượng như thế này Cho nên là tất cả mọi thứ nó đều do nhân duyên của mỗi một chúng sanh trong cuộc đời này mà nó được hình thành với nhau Cho nên chuyển năm cái thức Đó là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức Nó sẽ thành Thành sở tác trí Bây giờ thành sở tác trí này nó có nhân, năng lực là nhận thức một cách rất là cùng khắp, tức là muôn muôn nơi. Đôi mắt này không thể nhìn khắp muôn nơi, nhưng mà khi đã chuyển được để nó thành sở tác trí thì lúc bây giờ đây nó có thể biến khắp muôn nơi, có thể hiểu biết khắp muôn nơi, nhìn khắp muôn nơi, thấy biết muôn nơi. Thứ hai là ý thức. Ý thức này nó có tác dụng phân biệt, chúng ta đã nói rồi nó nhận thức nó phân biệt nó đánh giá nó nhận xét vân vân thì biến nó thành diệu quan sát trí tức là trí có năng lực quan sát một cách rất thâm diệu bây giờ đây cái cái nhận thức này đánh giá nhận xét này nó không còn là nhận xét của cá nhân mình nữa mà bây giờ đây nó sẽ là nhận thức một cách hết sức là cùng khắp và rõ ràng sáng rỡ một cách thâm diệu không còn sai lầm nữa thì cái đó được cái ý thức này sẽ chuyển thành là diệu quan sát trí các vị nhớ học thuộc nè Thứ nhất là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức. Năm thức này sẽ chuyển thành thành sở tác trí. Ý thức sẽ chuyển thành diệu quan sát trí. Mạc na thức có tác dụng chấp ngã. Chúng ta đã biết rồi. Nó là chấp ngã, chấp tàn, ngã chấp tàn, nhà thức chấp tàn. Thì nó sẽ biến thành bình đẳng tánh trí bình đẳng ở đây có nghĩa là bây giờ nó không còn không chấp nữa lúc trước thì nó chấp ý thức thì nó chấp nó chấp ngã nhưng mà bây giờ đây nó sẽ không còn yếu tố của sự chấp ngã nữa mà nó sẽ là bình đẳng tánh trí, có năng lực nhận thức một cách bình đẳng vô ngã của vạn pháp nó thoát ra khỏi cái yếu tố của chấp ngã rồi thì nó sẽ trở thành vô ngã vì nó đã đến được cái giai đoạn của sự bình đẳng và bình đẳng này là chúng ta thấy mọi pháp, mọi giới, mọi tự thể của chúng sanh nó mang cái cái tính thể như như. À, thức thứ 8 đó là A Lại Gia Thức có tác dụng á, là chấp trí sanh mạng và chủng tử tức là hạt giống đó nó được đạt đến địa vị vô lậu và biến thành đại viên cảnh trí Tức là nếu mà nó là chủng tử của cái cá nhân mình này á Thì nó sẽ dắt cho chúng ta đi chỗ nọ chỗ kia với cái thân phận của chính bản thân mình Nhưng bây giờ chuyển nó để nó trở thành cái vị trí, cái địa vị vô lậu Nếu mà nó còn hữu lậu á, thì nó còn sanh y Tức là nó còn dẫn dắt chúng ta đi sanh chỗ nọ chỗ kia với những điều mà tích tụ ở bên trong của nó Thế thì bây giờ chuyển nó để nó trở thành vô lậu và nó biến thành đại viên cảnh trí à, trí sáng như là cái bức gương lớn tròn đầy nó tượng trưng cho biển cả chân như trên cái phương diện mà chuyển thức thành trí này đây thì chúng ta có tám thức gồm có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân năm cái yếu tố này chuyển thành thành sở tác trí cái ý thức chuyển thành diệu quan sát trí cái mạc na thức thì chuyển thành bình đẳng tánh trí và a lại gia thức thì trở thành đại viên cảnh trí đó là chuyển thức thành trí cho nên khi mà một người có học thì người đó chỉ là chỉ là chỉ là cái thức thôi nha chỉ là cái sự nhận thức thôi nhưng mà để có thể đạt được cái trí tuệ siêu việt đó thì cái yếu tố mà người ta nhận thức là cái cửa ngõ đầu tiên thôi và phải biết vận dụng cái đó để không còn bóng dáng có sự khổ đau, không còn bóng dáng có sự chấp ngã, không còn bóng dáng của sinh tử luân hồi thì bây giờ phải chuyển cái sự nhận thức đó. nhưng để có thể tu tập được trên con đường giải thoát và giác ngộ rốt ráo thì hẳn nhiên chúng ta phải có một sự nhận thức chân chính. nên nên cái con đường đạt đạo đó việc đầu tiên là Chánh kiến, phải thấy chân chính cái đã, anh thấy không chân chính là không có cách gì mà làm được chuyện gì hết trơn á. Cái thấy mà nó còn chưa chân chính nữa Thì làm sao nhận thức nó được chân chính Cho nên hãy mở đôi mắt này ra Nhìn cuộc đời với sự chân chính Sau khi chân chính về cái yếu tố nhìn rồi đó Thì sao Chánh kiến rồi đấy Từ duy Tức là mình thấy đã chân chánh rồi Nhưng mà tới đó dừng chưa đủ Suy nghĩ một cách chân chánh Chánh kiến, chánh tư duy Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng Chánh tinh tấn, chánh niệm chánh định cho nên là tất cả những cái đó là đều là những cái bước thang để chúng ta bước lên địa vị của những bậc thánh giả hết. Chứ nó không đơn thuần là chỉ có học pháp số để chúng ta biết vậy đâu. Làm thế nào để có được trí tuệ? Muốn có được trí huệ thì Đức Phật đã chế ra nhiều cái pháp tu. Trong số nhiều cái pháp tu ấy thì có văn, tư và tu hay là giới, định và tuệ là những cái pháp mà thường được nhắc nhở và thực hành nhiều nhất văn tư tu tức là nghe suy tư rồi sau đó thực hành à, ba cái pháp tu này để có được cái yếu tố là, là là trí tuệ văn huệ là do nơi cái tai nghe âm thanh mắt thấy văn tự của Phật hay là qua các kinh điển mà hiểu được cái nghĩa lý đó chính là yếu tố của văn văn này là qua cái lỗ tai tuy nhiên mình hãy hiểu được rằng bằng cách tiếp cận qua lỗ tai hay là qua mắt nhìn thấy thì nó cũng tương tự như vậy chứ đừng có nghĩ là uh, văn này là chỉ có nghe không thôi mà không phải là nhìn thấy thế thì cái chữ văn này mình đã hiểu là bằng cách tiếp xúc qua văn tự hay là qua ngôn ngữ qua chữ viết cũng tương tự như thế văn huệ tức là mình phải phải biết phải tiếp xúc phải nghe phải đọc phải tìm hiểu phải học hỏi à, yếu tố của văn tư huệ tức là do cái trí suy nghĩ tìm tòi mới rõ được cái nghĩa lý mới hiểu được cái sự thật thế này bằng cái con đường tư này đây tức là tư duy đó tức là chánh tư duy đó thứ nhất đó là văn huệ này chúng ta thấy rất là rõ này cái yếu tố của chánh kiến xuất hiện ở nơi đây qua con đường của âm thanh qua con đường của mắt thấy yếu tố của chánh kiến xuất hiện rất là rõ ràng trong cái vấn đề tư uh, văn huệ tiếp tục tư huệ này đó là yếu tố của chánh tư chánh tư duy à, chánh tư duy xuất hiện ngay ở nơi cái tư huệ này để cho chúng ta có một cái suy tư chân chánh một cái suy nghĩ chân chánh do cái trí suy nghĩ tìm tòi được cái nghĩa lý ở trong đó của cái sự thật của sự vật và hiện tượng chính cái sự tìm tòi sự vật về hiện tượng này một cách chân thật mà chúng ta không bị lừa dối. Mình suy nghĩ không bị lừa dối và sự vật về hiện tượng kia cũng không lừa dối được mình. Tại mình đã nhìn ra được cái chân tướng của sự vật về hiện tượng đó. Và lúc bây giờ chúng ta đã tìm kiếm ra được, đã thấy được cái sự vật về hiện tượng kia rồi thì chúng ta không bị nó đánh lừa, nó đánh tráo. Không bị nó làm cho chúng ta khổ não, khổ sở bởi những cái cái yếu tố đó. À, tu tu huệ này là do cái sự tu hành thể nghiệm để thể nhập chân lý mà giác ngộ được chứng được cái sự thật đó đó gọi là tu huệ chứ tu huệ không phải là mình học cái thiệt là nhiều mà gọi là tu huệ họ tu huệ không có nghĩa là à, chúng ta nói chứ dạ thưa thầy con làm công quả ở dưới bếp không à con không có tu huệ thế các vị các người đó người ta nghĩ là tu huệ tức là nghe kinh này đi tụng kinh nè nghe thuyết giảng nè người ta nghĩ đó là tu huệ tu huệ nó không phải ở chỗ đó đó chỉ là văn huệ thôi thấy chưa thế thì tu huệ đó là gì thể nghiệm cái chân lý để mà giác ngộ để mà chứng ngộ được sự thật của sự vật và hiện tượng nó mới là tu huệ ta làm nhà bếp ta quét nhà cầu ta lau dọn nhà vệ sinh mà bây giờ ta thấy được cái sự bất tịnh ta thấy được cái dơ ta lau xong rồi nó sạch cái giác ngộ ngay tại đó đây là điều mà đệ tử của đức thế tôn học bài hoài không thuộc đó bàn đặt đó ông ta không có một câu thôi mà học miết học hoài không thuộc cho đến ngày nọ đến đức thế tôn ông anh của bàn đặt cũng là người tu hai anh em tu với nhau người anh thì thông minh đỉnh đạt vô cùng bàn đặt thì thôi một chữ bẻ đôi cũng không biết Thế là đến ngày nọ Ông anh mới nói chứ Em học hoài không có thuộc bài Không có thuộc cái gì hết Chắc là anh nghĩ á, Em không có duyên với cái chuyện tu hành đâu Thôi đi về đi Thì lúc bây giờ Đức cái Tôn quán sát nhân duyên mới thấy rằng Cái người này Độ được lắm Có thể tu tập và chứng thánh quả đó Thế là ngày đến mà ngày gì dạy có chút thôi Ngày đó là bây giờ Con cứ hãy cầm cái dẻ lau Mà con cứ đi kiếm chỗ nào dơ con lau đi thế thì ngài cứ quán cái dễ lau và cái chỗ lau của mình cho đến khi ông ta lau ông ta thấy sạch cho đến một ngày nào đó cái lau cái là thấy cái chỗ lau của mình đó, nó đang dơ lau xong nó sạch ông ta thấy rằng cái tâm của mình khi nó dơ mà bây giờ mình làm cho nó sạch đi tất cả những cái ác những cái suy nghĩ không lành ở trong tâm mình mình làm sao mình lau nó sạch đi vậy đó mà chứng đạo đó thế mình đừng nghĩ được rằng mình đi lau nhà vệ sinh là không thể phát sinh trí tuệ cho rằng mình đừng cho rằng mình đi nấu bếp mình đi sắt gọt lau chùi rửa chén mà gọi là không có trí tuệ đôi khi nó có trí tuệ còn hơn những người ngồi trên này nghe mà làm biến nữa kìa nó làm siêng năng nó tích cực đi chợ thức khuya dậy sớm hy sinh không có nệ hà cái gì hết nó không làm biến nó vừa tu được phước mà lại vừa tu được huệ nữa lúc bây giờ đây nó không giận không hờn mà nó nghĩ là ồ đại chúng cần có cơm ăn cần có nước uống cần có sự thanh thản nhẹ nhàng mình ráng mình nấu cho ngon để cho người ta được vui vẻ người ta tu cho được tốt trời ơi nó tuyết tuệ hơn mình đang à, nghe bao nhiêu công đức tu ngày hôm nay đây nó khôn quá nó lạnh hết rồi, đó. Thế thì nhớ mà nhớ mà nói đó, cái sự thể nghiệm này đây là thể nghiệm nghe cái chân lý đó. À, để mà chúng ta cố gắng vươn lên, à, nhận chân ra đúng sự thật. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình làm đó chỉ để cầu phước báu nhân thiên không thôi, thì nó cũng không có đủ. À làm để sư cô khen để đạo hữu khen làm chết bỏ luôn nhưng mà trong lòng mình không có vui bữa nào mà nấu ăn mà không có ai khen hết mình thấy mình buồn trong lòng tại sao người ta không có nhớ ơn mình 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 làm cực khổ bắt chết đi chẳng ai nói cảm ơn mình tiếng nào hết trơn á thế cái tự nhiên cái chúng ta sinh ra cái cái buồn cái tuổi bữa sau con không thèm tới nấu nữa để cho nó đói cho biết thế thì rõ ràng là khi mà chúng ta quán chiếu như thế thì mình làm mà lại không có trí tuệ còn ngược lại nếu mà chúng ta nghĩ khác cái tự nhiên cái trí tuệ đó ảo ảo kéo đến à trí tuệ đó nó làm cho mình Bừng khai lên làm cho mình có đủ năng lượng làm cho sóc dậy tinh thần của mình để cho mình à, thể nghiệm được cái con đường của mình tốt hơn cái văn tư tu nó tương quan mật thiết với nhau cho nên hành giả cần phải À, chuyên tu cả ba thứ không thể bỏ qua bất cứ một thứ gì để mà thành tựu được văn huệ tư huệ và tu huệ là ba cái môn mà khuyết một không có được nếu ai nghe mà không suy nghĩ thì cũng như là làm ruộng mà không có gieo mạ nghe không thôi mà không có suy nghĩ gì hết á chỉ có nghe rồi thực tập thôi mà không hề suy nghĩ đúng sai cũng giống những người làm ruộng mà không gieo giao mạ vậy. Nếu mà suy nghĩ mà không có tu, tức là chúng ta học rồi chiêm nghiệm rồi mà không chịu ứng dụng, ai cũng uh, nghe là vô thường rồi, đó là nghe ha. Ai cũng suy tư vô thường, tức là nó mất rồi, nó có rồi, nó mất, nó còn rồi, nó hết. Ai cũng biết điều đó. Nhưng mà có một cái cuối cùng nữa là không có tu, không có tu có nghĩa là không có ứng dụng nó vào trong đời sống của mình. Cho nên khi mà nó diễn ra cái yếu tố của sự vật và hiện tượng đó dựa trên cái sự mất mát hay có còn đó thì mình liền lập tức đau khổ là bởi vì mình không thể nghiệm được nếu mà suy nghĩ mà không tu á thì cũng giống như làm ruộng mà không có tác nước không có bừa cỏ rốt cuộc á thì không có kết quả cho nên ba cái huệ này được đầy đủ thì mới chứng tam thừa rồi giới định tuệ là như thế nào giới là những lời răng dạy của đức phật ở trong cái bài trì giới thì chúng ta đã biết rồi gồm có ba cái phương diện đó gọi là gọi là cái gì tam tụ tịnh giới đó là nhiếp luật nghi giới nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít chúng sanh giới hay là nhiều ít hữu tình giới định nó là thiền định chúng ta đã học rồi nãy luôn tức là giữ cho tâm ý của mình không có tán không có loạn động để mà suy nghiệm đến những cái vấn đề căn bản của đạo phật huệ tức là cái này đây sự phát chiếu ra trí tuệ để mà tẩy sạch cái phiền não và cái vô minh ở đây chúng ta lại lập lại cái yếu tố phiền não vô minh hồi nãy mà mình đã học giới định huệ nó tương quan mật thiết với nhau do trì giới mà thân tâm không có loạn động do thân tâm không loạn động mà tâm trí được định tĩnh do tâm trí được định tĩnh thì trí tuệ mới nhờ đó mà phát sinh ra cho nên ba cái yếu tố giới định tuệ đi với nhau được chưa nhân giới sanh định nhân định phát phát huệ mình muốn tu trí huệ mà mình không chịu giữ giới thì không có được mình muốn tu trí tuệ phát sinh trí tuệ mà cứ để cho nó loạn động không thôi thì không có được cho nên người mà làm bếp á, khi mình sắc mình có chánh niệm tỉnh giác trong cái sắc kia là trí tuệ nơi đó phát sinh khi chúng ta lặt cái cọng rau mà chánh niệm tỉnh giác trên cái cọng rau mà mình lặt đó trí tuệ phát sanh khi chúng ta rửa chén mình quán chiếu nơi ngay chỗ rửa chén của mình đó biết rõ việc làm trong tay của mình đó trí tuệ nơi đó phát sanh cho nên tất cả những hành động đều là những cái pháp tu hết sức là màu nhiệm chọn cái đối tượng đó để mà chúng ta thực tập trái ngược lại với trí tuệ đó là phát cái chiếu tâm dễ định tâm Ngược lại trí tuệ phát chiếu đó Thì tâm sẽ dễ định Tâm đã định đó, Thì trì giới sẽ không bao giờ khó khăn là Tóm lại giới định tuệ đều có tương duyên Mật thiết với nhau Một cái tăng thì cái kia cũng tăng Tức là công năng của trí tuệ đó là gì Thứ nhất là nó dứt trừ cái phiền não Phiền não là do mê lầm Mà nó phát sinh ra Mà khi đã có trí tuệ rồi á thì cái mê lầm này phải tan biến đi. Giống như thế là khi ánh sáng nó phát ra thì bóng tối nó phải tan biến mất. Mình đã vô minh, mình đã không hiểu biết từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi, giống như một căn nhà tối từ ngàn năm. Nhưng mà bây giờ chỉ có một ngọn đèn đưa vào thôi thì lập tức cái bóng tối kia sẽ được xua tan ngay lập tức chứ nó không phải đợi là nó đã tối ngàn năm rồi cho nên bây giờ muốn sáng thì nó phải tối phải sáng từ từ cho đến ngàn năm sau nó mới sáng trở lại thì không hề có cho nên khi mà trí tuệ này được thắp sáng lên thì lập tức vô minh chấm dứt khổ đau chấm dứt ngay lập tức cho nên bằng con đường thực tập của giới định và tuệ này đây chúng ta sẽ là cách mau nhất để có thể diệt trừ nguồn gốc của sự khổ đau nguồn gốc của vô minh vô minh hàng ngàn hàng vạn năm tới giờ nó đeo đuổi hoài thôi nhưng mà tới bây giờ đây bằng một nhát dao của trí tuệ chặt đứt cái nguồn gốc của sự vô minh kia và làm tại đây bây giờ sáng rực rỡ không có đợi chờ ngày tháng nào hết không có đợi chờ giây phút nào cả chỗ đây sẽ rực rỡ và bắt đầu từ đây con đường thể nghiệm nó sẽ tốt đẹp sự vật nó bị vô minh nó che khuất như là màn sương sớm nó che phủ cái cảnh vật thì nay trí tuệ nó phát chiếu vào cái sự vật đó thì chẳng khác gì ánh sáng mặt trời nó lên thì màn sương kia nó phải tan biến đi mà thôi thì lúc bấy giờ đây cái thực tướng thực tánh của sự vật sẽ được hiển lộ. cho nên mình bị sự che giấu bởi kiến, bởi chấp, bởi ngã, à, bởi à, tâm tư tình cảm nguyện vọng ước ao vân vân mọi thứ nó che lấp tất cả những sự vật và hiện tượng bây giờ đây bằng cái yếu tố tu tập để trí tuệ phát sinh thì mình sẽ nhìn sự vật và hiện tượng không còn bị vô minh che phủ nữa. bị vô minh của gì? phong tục quán à, cộng đồng tôn giáo mê tín dị đoan vân vân nó chi phối Giống lúc này chúng ta nói các vị đó có ai trong các vị chết mà coi ngày xong là để chết cho nó trúng ngày tốt không chúng ta nói chứ à, để cho con cái của mình nó được tốt cho nên thôi mình lựa cái ngày cái giờ nào tốt của mình chết mình hỏi các vị là bây giờ nè các vị đang còn sống đây cái các vị nói chứ dạ thưa thầy thầy coi cho con cái ngày nào con chết cho thiệt là tốt không? thấy chưa để ít bữa nữa con chết nên cho nó tốt cho con con làm ăn cho nó tốt cho ổng đi lấy đứa khác cho nó tốt rồi để khỏi khi mà con chết nó tốt như vậy rồi thì khỏi cần phải uh, coi cái ngày giờ liệm chôn hay là làm gì khác hơn tại nó đã tốt lúc đó rồi nhưng mà nghiệp có một nỗi Bây giờ ai cũng muốn sống hết Giỏi cho cái ngày đó Cái giờ đó nó tốt thiệt là tốt đi chăng nữa Mình cũng chẳng muốn muốn chết Thế thì rõ ràng Có cái ngày giờ nào tốt Bằng tại đây bây giờ chúng ta sống đó Sự thật là như thế Màu nhiệm của cuộc sống là ngay tại đây bây giờ và cái sống này đây nó tốt hơn biết bao nhiêu lần cái chết cho nên sẽ chẳng có bao giờ cái chết nào tốt hết chỉ có cái sống ngay hiện tại tại đây bây giờ là cái tốt thôi và nếu như bây giờ tại đây mà sống không tốt nữa đó cũng chẳng khác gì đã chết và tới tại đây bây giờ mà mình còn tham dục sân hận si mê nữa thì cũng chẳng khác gì đã chết nó chỉ mang yếu tố của hệ lụy trầm luân mà thôi Bằng cái phương pháp của trí tuệ Quán chiếu sự thật, sự vật và hiện tượng Trong cuộc sống này Mà chúng ta nhẹ nhàng thanh thản đi qua cuộc đời Không có bị tất cả Những cái rào cản của đời sống này Làm cho mình phải khổ lụy Làm chúng ta phải đau Làm cho chúng ta phải muộn phiền Có bị tới cho nó chứ, Trời ơi ông thầy kêu ông coi Mà ông chẳng có coi gì hết á Ông biết, ông thừa biết rồi Bây giờ có vô mà cái vở sách vở vỡ ra mà vở chữ tàu ra mà coi nó cũng vậy thôi à. Nó cũng không có cái gì là tốt cũng có cái gì là xấu hết á. Ví dụ bây giờ lựa trúng cái ngày tốt mà lúc đó ông bận công việc ông bay mất tiêu rồi. Rồi nói chứ tại sao thầy lựa ngày tốt mà tới đó không có ai hết. Dạ đúng rồi, muốn ngày tốt thì cho ngày tốt những ngày đó tôi không tốt. Tốt với cô mà không tốt với tôi. Tại ngày đó tôi bận mất rồi, tôi đâu có đi được đâu mà tốt chứ không tốt. Bây giờ cô muốn lựa cho cô tốt hay lựa cho tôi tốt Tốt của cô không tốt với tôi Mà lựa trúng cái ngày tốt ra nhà hoàng Trúng thứ bảy chủ nhật nó không làm việc Thôi khỏi làm luôn Nghe chưa Lựa cái giờ tốt, cái giờ đưa đám Mà đưa ra trúng 7, 8 giờ Nó kẹt xe thì thôi Tốt hay xấu Ta lựa cái tốt là ta lựa những cái nó hanh thông Thì nó tốt Chứ không phải ngày giờ nó tốt đâu Ta lựa cái lúc mà ta có thể làm được mọi thứ Có thể người khác làm được mọi thứ Mọi thứ nó đã hanh thông với nhau Nó cộng hưởng lại Cái đó là tốt Lựa là lựa vậy chứ không phải lựa ngày lựa giờ Giờ tí giờ mão giờ thìn giờ tị, giờ ngọ Không phải lựa mấy ngày đó đâu Chẳng có cái giờ nào là giờ tí giờ sửu giờ mẹo giờ thìn vậy đó Ở bên kia nó giờ tí giờ sửu giờ mẹo giờ thìn Thì bên này nó là giờ nào Thế thì nó đúng ở đâu Đúng bên kia hay đúng ở đây lịch kia là lịch bóc bên kia hay lịch bóc ở chỗ này trời đất này từ cái thở vô cùng cho tới bây giờ nó có đặt ra cái 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 đó không có lúc nào tốt có lúc nào nào xấu không lúc mà nó tốt có chẳng lẽ chém không đứt đầu à còn lúc xấu chém đứt đầu còn lúc tốt chém đứt hả cho nên là nếu mà mình sử dụng nó đúng là tự nhiên chúng ta thấy nó đúng à chứ đừng có nghĩ được là nếu mình cố tình làm cái điều đó mà cái điều đó với tâm của mình hẹp hòi Tâm của mình xấu ác Là nó xấu ác thôi Còn nếu mà bây giờ Cái lúc đó tâm của mình thanh thản nhẹ nhàng Làm gì nó cũng tốt hết trơn á Tính chính những cái yếu tố này Mà cái yếu tố tâm nó quyết định Rất là to lớn trong tất cả mọi hành xử của mình Đừng có phụ thuộc vào tất cả những cái kia nhiều quá Mà đâm ra chúng ta khổ não Với tất cả mọi thứ xung quanh ta Đừng có gượng ép nhân duyên Và hãy quán sự thật Hãy thấy được rõ con đường nó là như vậy đó. Thứ ba là thể nhập vào chân lý. Khi bị vô minh phủ lấp ngăn che thì người với ta, ta với vật tưởng chừng như riêng biệt sai khác. Nhưng nay nhờ cái trí tuệ nó soi sáng, thấy rõ được tâm cảnh đều là chân không, cho nên thể nhập được cái chân lý và giác ngộ một cách rất hoàn toàn. Thế thì bằng cái phương tiện này Chúng ta có trí tuệ để mình thể nhập chân lý Chứ cái trí tuệ này không có làm gì khác hơn hết Trí tuệ để thể ngộ chân lý Để thấy rõ được chân lý Để không bị mọi cái cái khác của cuộc đời làm cho chúng ta mê muội Cái trí tuệ là để thấy rõ chân lý Cho nên đừng có dối gạt mình Tôi xin người cứ gian dối đừng có dối gạt nhau và chúng ta cũng đừng có nên dối gạt lấy chính bản thân mình mà hãy cố gắng nhìn cho rõ được chân lý chấp nhận được chân lý đến gần với chân lý. đừng sợ mặt trời mặt trời nó nóng đừng có sợ chân lý hôm bữa chúng ta nói các vị đó cái câu chuyện mà của sự thật trần trụi đó nó là như vậy đó đừng có sợ cái sự thật cái sự thật vốn nó như vậy là như vậy thấy cho thật là rõ nó như vậy là như vậy để mình không có phải bị nó câu thúc không có bị nó sỏ mũi dắt đi cho nên tới lúc bây giờ thể ngộ được chân lý rồi thì cái sự giác ngộ này sẽ rất là rõ ràng tóm lại trí tuệ là cái chiếc thuyền kiên cố để chở khỏi cái biển già chết đau khổ là ngọn đèn lớn để soi sáng vô minh hắc ám là liều thuốc hay để chữa lành tất cả những bệnh tật là chiếc búa sắt để chặt gãy cái cây phiền não. Vì thế mà hãy những cái điều nghe suy nghĩ tu tập để mà làm tăng trưởng cái trí tuệ cho mình, đó là lời giáo huấn của Đức Như Lai. Thế thì tóm lại tổng kết về sáu pháp ba la mật. Đây là cái con đường mà của các bậc Bồ Tát đi vào trong đời này đã thực tập. Các ngài đến với cuộc đời việc đầu tiên là cho đi làm lợi ích cho cuộc đời này bằng cái phương tiện đầu tiên đó là cho đi bố thí. Ngài các ngài chưa có tu tập trí tuệ trước đâu mà làm lợi ích cho chúng sanh bằng phương tiện cho đi, cho đi cái gì? Cho tất cả mọi thứ chúng ta có từ từ cái phương diện vật chất cho đến tinh thần, từ của cải bên trong cho đến của cải bên ngoài. Cho đi tất cả những cái giáo pháp để giúp cho người ta an vui, cho đi cái sự à, à, chăm sóc an ủi vỗ về để giúp người ta không còn sợ hãi trong đời sống này nữa thứ nhất đó là bố thí thứ hai là trì giới tức là để cho tự bản thân của mình hoàn thiện lấy chính bản thân mình không có phạm tất cả những sai lầm tức là tự bản thân ta cũng phải câu thúc mình để cho mình tốt hơn chứ nếu mà mình sai lầm lúc nào cũng sai lầm hết thì mình không thể giúp được gì cho ai đâu cho nên muốn có thể giúp được cho nhiều người thì tự bản thân ta phải tốt và tốt này không phải là tốt trên mẫu mã hình ảnh mà tốt từ ở phía bên trong luôn cho nên phát tâm để giữ giới để làm lợi ích cho mình và lợi ích cho người trên ba phương diện đó là nhiếp luật nghi giới nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới thứ ba đó là tinh tấn đó là trên con đường mà Bồ Tát đi đây thấy còn gặp ghềnh lắm, còn nhiều trong gai, còn nhiều chướng nạn lắm. Chúng sanh thì kẻ thích, kẻ ưa, kẻ thương, kẻ ghét, nhiều trò lắm. Cho nên chúng ta phải phải tinh tấn mà đi. Phải cố gắng đặt ra mục tiêu và hoàn thành cái mục tiêu cho đời sống phạm hạnh của mình. Rồi nhẫn nhục. Biết rằng mỗi đứa nó một tính, mỗi đứa nó một kiểu. Cho nên mình phải patient, mình phải nhẫn nhục. Và rồi cái con đường mà thực hiện trí tuệ này là con đường của tự thân ta. Bắt buộc mình phải chứng ngộ được cái chân lý rốt ráo sâu cùng đó. Thì mới may ra mà giải thoát được rốt ráo. Cho nên hãy cố gắng thực hiện cái điều đó. Cho nên trong sáu pháp ba la mật này thì bố thí, nhẫn nhục, là thuộc về phước, thiền định trí tuệ là thuộc về vấn đề tu huệ, tì giới và tinh tấn là chất liệu có công dụng kiểm soát, nó đốc thúc cho việc tu tập phước và huệ, nó được à, hoàn thành một cách tốt đẹp. Nếu mà đem so sánh một cách mộc mạc và đơn giản, có sáu pháp ba la mật nó giống như là chiếc thuyền bát nhã đưa người từ bến mê cho đến bờ giác, thì từ bi là thức ăn nhẫn nhục là nước uống, tinh tấn là cánh bồn, và chèo, trì giới là cái bánh lái, thiền định là cái la bàn, và trí tuệ là cái đèn đuốc. Sáu cái này nó cần thiết cho cái người thủy thủ để gặp khó khăn trong cuộc sống có thể hoàn thành được cái, cái lộ trình của mình. Đứng về một khía cạnh khác để nhận xét thì giá trị của lục độ đối với tất cả chúng ta sẽ thấy được bố thí và nhẫn nhục là nó thuộc về bi. Thiền định và trí tuệ là nó thuộc về trí Trí giới và tinh tấn Thế thì nó thuộc về là dũng Có nghĩa là bi trí và và dũng Thế thì đó là những cái điều Mà căn bản để cho các vị Có thể tùy theo Cái khả năng của mình à, Cái phước báu của mình Cái sự phát tâm tu tập của mình Để cho chúng ta tu được tới đâu Thì hạnh phúc tới đó Giải thoát đến đó Và đỡ khổ đau đến đó tất cả những điều này không hề bắt buộc mà chúng ta cần phải phát tâm để làm phát tâm để tu và nếu không có phát tâm để tu những yếu tố này thì cái đạo quả của bồ tát chúng ta còn không có được nữa chứ huống chi là kết quả của một vị phật nhưng mà chắc chắn một điều là các vị đến đây tu học là đã có hành trang của bồ tát trên tay của mình rồi chỉ có điều là nó nhiều hay ít cỡ nào mà thôi và chúng ta không thể nói được thế nào là nhiều thế nào là ít tại vì nó tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người có những người vì gia đình vì vợ chồng vì con cái cho nên chỉ đến được có vài tiếng đồng hồ trong tuần thôi thế thì chúng ta cũng bằng lòng với nhau như vậy là đã nhiều với họ rồi nhưng có những người không có làm gì hết chơi cả tuần thế thì đến một ngày không chưa có đủ đâu nha chơi cả tuần mà Rõ ràng rằng tùy theo căn cơ Tùy theo trình độ Tùy theo thời gian Tùy theo cái chúng ta có Để mà chúng ta thực hành Nhưng mà bắt buộc mình phải thực tập Mình phải dấn thân Mình phải nai thân ra để làm tất cả những việc đó Chứ nếu không thì không có cái giá trị đó cho ta Thế thì qua những điều như thế này Quý vị có câu hỏi gì không? Giờ nếu không có gì thì mời tất cả quý vị hồi hướng Nguyện đêm công đức này hướng về tăng ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo